Vừa qua, báo Điện tử Tầm Nhìn có bài phản ánh về tình trạng xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải, vô tư lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 477 đoạn qua huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình. Đặc biệt là tỉnh lộ 477 đoạn qua khu công nghiệp Gián Khẩu thuộc xã Gia Tân, huyện Gia Viễn. Tại đây xuất hiện tràn lan những chiếc xe tải cơi nới thành thùng, chở hàng có ngọn, tự do lưu thông trên đường. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ đã có hàng chục lượt xe tải chở đất, đá, cát sỏi có dấu hiệu quá khổ, quá tải được che chắn sơ sài, tự do qua lại. Thậm chí nhiều xe chở vật liệu xây dựng không phủ bạt, che chắn khiến đất, cát rơi ra đường gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Đáng nói, tại thời điểm phóng viên có mặt trên tuyến tỉnh lộ 477 thuộc địa phận huyện Nho Quan, mặc dù lực lượng chức năng cụ thể là cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình đang tiến hành tuần tra, kiểm soát, tuy nhiên, những chiếc xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải vẫn vô tư lưu thông như thách thức lực lượng chức năng cũng như chính quyền địa phương. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thành Big Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Ngày 9 tháng 9, phóng viên đã liên hệ làm việc với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình. Qua trao đổi, ông Lê Anh Tuấn, trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện chúng tôi đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải. Để làm rõ hơn nữa thì mời đồng chí qua làm việc với Giám đốc Công an tỉnh. Sau đó, Giám đốc phân công cho ai làm việc thì mới trả lời phóng viên được. Tuy nhiên, trái ngược với những gì vị trưởng phòng này nói, cũng vào ngày 7 tháng 9, theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù trên tuyến tỉnh lộ 477 có tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông đang kiểm tra, xử lý, tuy nhiên, những chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải vẫn xuất hiện ồ ạt, ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường này. Được biết, tỉnh lộ 477 do Phòng Cảnh sát Giao thông trực tiếp quản lý, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, để diễn ra tình trạng trên, dư luận đang hoài nghi, phải chăng công tác xử lý xe quá tải, quá khổ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang còn lỏng lẻo hay có sự làm ngơ? Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.